lương cao nhất, đơn vị Công an Nhân dân trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Nguyễn Hữu Minh Đức, đơn vị Thanh Hóa, và vận động viên Văn Lương Chí Tâm, đơn vị Hà Nam chuẩn bị. Lương cao nhất, đơn vị Công an Nhân dân trang phục xanh. Like.
Mời hai vận động viên đứng giữa thảm. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau. Vận động viên lương cao nhất, đơn vị Công an Nhân dân trang phục xanh thắng cuộc. Tiếp theo